Thật ra là tuần này là tôi build một cái team đá sơ đồ linh tinh cho tôi đi tìm hiểu thôi. Ví dụ như kiểu sơ đồ 3 4 gì đấy, nói chung là nó cũng không hợp meta. Để tôi có thể chia sẻ thêm cho anh em về những cái sơ đồ mới, demo những cái sơ đồ mới, và sau đó thì sang năm khi qua Tết dịch xong, mọi thứ đều xong thì tôi sẽ làm những cái tactic tôi chia sẻ thêm. Nhưng mà bây giờ tôi team tôi cũng chưa build, và thành ra là thôi bây giờ mấy ông gợi ý cho tôi các ông thích tôi đá sơ đồ nào thì để tôi làm cho tuần này vậy. Đá một sơ đồ thôi nhá. Thì tôi nghĩ, tôi tính toán rồi tôi nghĩ vậy. Bây giờ đá 4-3-3 nhiều thì tuần trước cũng đá rồi, cũng thua tè le tùm lum, đá ngu à. Bốn hai bốn á, 4-2-4 thì có thủ lắm ạ. Bốn một hai một hai nhá. Cho son nhá, từ từ để tôi cho thằng son nó vào đá. 4-1-2-1-2 cho son đá là hợp lý. Ra hai đá hơi tù. Để tôi chỉnh lại chiến thuật một tí nhá. Thủ sâu này, slow build up, bởi vì tôi không cần thằng tiền vệ nó phải lên để forward run. Đá rộng đấy. Tiền đạo của tôi sẽ là phơ kia. Thằng phơ kia này đá hay lắm, phơ kia này đẩy lên tiền đạo ổn. Zyx sẽ đá cam. Kìa, em làm nào để gạt sang Cancelo? Ok kìa, cay thế nhở? Ok. Ông ấy đi đến đội bóng nào ông yêu câu lạc bộ đấy, nhưng mà vì lý do là đi đến câu lạc bộ nào thì có nhiều quá rồi, nên thành ra tôi bị chai cảm xúc. Đấy là một trong những cái mà tôi rất khó để kiếm lại những cái cảm xúc như các bạn. Một không này cũng như là rất là nhiều game, ví dụ như Spider-Man ở trên PS5, bao nhiêu người mơ ước. Tôi có chơi đâu. Ôi trời ơi. Rồi quý vị ơi. Did look on for them, but strong play here on the shielding front. Ziyech. Can they find a gap in the defense? Hết. Offside, a tight one. Quá đơn giản. Be happy with the way the game is being played at the moment. They love to play on the counter attack. An incisive pass. Why? Đây đây sút. The defender is just unable to stay with him. Thành ra là các ông bảo đấy, chính vì ngày xưa em chơi FIFA nên là em trả lời được câu hỏi thứ 15, em ấm được 150 triệu. Ơ kìa, nhanh quá. Ngày xưa tôi xem cụ múa dẻo thật sự các ông ạ. Múa mẹ cứ như Eden Hazard mà thời đỉnh cao ở Chelsea. Ngồi tôi ra sân mẹ mà tôi cũng học theo. Tôi cũng gọi là sao ta, tôi cũng này. Đỡ lấy một phát. Còn mẹ. Hết. Phản công các bác ơi. Chậm ơi, lại phải hoạt nhiều quá, hơi nhiều nhịp. Đây rồi.
bắn con mẹ mày sang sân bên kia luôn. Bây giờ tôi sẽ tay bách hết con mẹ lại. Ờ. Chỉ công ba thằng thôi. Kéo công nhiều. Ở ngoài vòng cấm. Ở ngoài vòng cấm luôn. Tôi sẽ chơi kiểu khốn nạn. Hơi nông. Đấy, bị bạn đông vãi cả đáy ở giữa luôn. Đi đâu? Anh Kin à? Puskás đá cánh luôn ạ. Hơi quay quăm đấy nhá. Đây rồi, Nabufor kia. Chết rồi. Ba người công tôi. Đấy, thấy không? Ở giữa tôi lúc nào nó cũng đông à. Kéo công nữa. Ba thằng là đủ. Phản công nó thế thôi. Ôi giời ơi, đi đâu à bạn ơi? Bạn bị điên à? Bạn bị điên à? Đây rồi, Son Heung-min khỏe hơn. Nào phản công phát nào mẹ cũng phải đau tim phát đấy. Rồi ôi, tôi bắt bài luôn. Thế thôi, cần gì nhiều đâu. 2-1. 2-1 là đủ để thắng. Đấy là Lepjacin, nó còn hay đấy nhá. Nó còn cứu được hơi nhiều đấy. Today marks his 400th appearance. Well, he deserves all the attention he's been getting because it's been a fantastic achievement. Most importantly, though, in most of those 399 games that he's played, rarely has he had a bad. Thế này. And the keeper was up to the task. Marquinhos. Anh ơi, con Kane nó đã ra đâu mà em biết đáng hay không anh? Tiền đôi khi nó là một vấn đề nữa chứ anh. Tỷ số nữa. Bây giờ nó... Em bảo đáng 1 triệu anh cũng làm à, đúng không? Chết này. Đấy, 1-2 đường là tôi lên được bóng ha. Làm gì? Hơi điêu nhá, pha chuyền hơi điêu nhá. Đông chưa? Nào có người luôn. Son Heung-min phản công đéo được ạ. Đông chưa? khoai lắm. Ăn được một bàn của Đạt đâu mà dễ. Hết này. Ôi. Matteo Guendouzi. Really good interception. Bernardo Silva. Đây rồi. Son. Ê, tay sao lại nằm xuống? No, chân đi. Ý thế nhở? Các bạn nhớ sắp ủng hộ tôi nhá. Để tôi còn chiến thắng trận này. Nhiều cơ hội quá. Thủ thì ok. Đúng kiểu là phòng ngự phản công luôn. Son. Federico Chiesa. Đây rồi. Son Heung-min. Son. 1-0. Ôi lùi đi. Đá phòng ngự phản công lùi thôi, không cần phải ép. Kệ họ. Sân họ mà, bỏ đi. Ôi chết rồi. À, mày lùi quá. Lỗi tôi. And the Trojans looking dangerous. Teammate available. Hết. And a very good challenge. So a half an hour remaining. Đây rồi. Hơi mạnh. Ôi, kịp. Kịp nhưng mà điều tôi
ngon mà. Mateo Kovacic. Son. Now with Silva. Chiesa, and he's through here. Trời ơi! Trời ơi! Hãy nhìn tôi, cái cách tôi mới lên bóng kìa, cách mà tôi phản công kìa. Đúng thật, chỉ là cầu thủ của tôi nó mà chắt chiu những cái cơ hội đấy thì tôi nghĩ trận đấu này sẽ có kết quả thuận lợi rồi. Ôi, bắt dưới thôi. João Cancelo. Ziyech. Now Son. A wild effort it was, and probably the less said about it, the better. Còn mẹ một tí nữa thôi. Ảo thế. Sterling. Rồi ôi, bạn ơi, bạn bình tĩnh với tôi à. Ông Hoàng phòng ngự, bậc thầy chiến thuật. Vieira. Jonathan Klaus. Ui, đây rồi, đây rồi. Ra đấy, ra đấy thôi. Marvelous anticipation. Son. Nabil Fekir. Son. Son. Tiếp tục là Son Heung-min. No wonder he's celebrating. Klaus. Now Son. Zaha. Chết này, lại là Zaha. À quên, không phải lại là, mà là Zaha. Dùng từ hơi sai. Ăn đòn ngay. Out luôn. Tuyệt vời, 4-1.